Xin hai chào các bạn, mình đang đứng ngay tiểu trung viện làng sông chiều nay tầm cỡ 3 giờ. Trung tâm này thì mình thấy là vắng khách tham quan. Sẵn là mình cũng quay lại cái cảnh tiểu trung viện. Thì thật ra mình quay lại hình ảnh tiểu trung viện thôi mà. Còn hôm nay là thật là mình đi quay cái này. Người ta gặt lúa ở Tuy Phước này, ngay trước tiểu trung viện làng sông. Cái đường đi vô này người ta phơi lúa luôn. Hình như nó khô rồi phải không? Giờ người ta chuẩn bị người ta hút vô bao các bạn. Hút vô bao ra chuẩn bị người ta bán cho những người ta mua sỉ hả? Không nhỉ? Đây, một dãy bao. Còn bên đây là có cái cánh đồng mà hình như là nó chưa chín. Cái cỡ rồi. Hả? Cái cỡ rồi. Rồi cái đó mấy con gà không à. Sao vậy? Giờ con gà không à, cái cỡ rồi. À nó cắt rồi hả? À chỗ nó chưa chín. Còn đám này không biết à. Cái nào? À chưa chín hả? Còn chỗ đây là cắt rồi hả? Đây nó vô bao rồi. Một bao thì bao nhiêu ký anh? À cứ người ta cân tính ký hả? À cứ cân rồi tính ký bạn, ta cứ vô bao sẵn chắc bao đây chắc cỡ đoán chắc cỡ 40-50. Đây khô. Ở đây không biết là gọi là loại lúa gì mà cũng không rõ. Đây lại thì hỏi xuống. Cô thì nhiều lắm mà. Đây nè. Đó, dãy luôn. Cái giống lúa này là giống gì? DV108 thì mình bán là bán giá thấp hả? Bán thấp mà. Bán thấp khô chứ phải bán như miền Tây là bán lúa tươi. Cách là bán còn đây là lúa phơi một nắng. Mình phơi một nắng là khô rồi. Hay là giá khác đúng không? Thì giá nó cao hơn. Giá cao hơn. Phải giao phơi một nắng mà công người ta chở chuyển gì nữa. Giờ nó bốc hơi rồi, nó khô rồi. Còn kia là người ta bán cân tại ruộng. Còn đây là ở ruộng mình phải bốc lên xe chở gì vậy? Phơi một nắng. Đây ngoài đường này bạn. Ngoài đường này. Đây là phía trước tiểu trung viện là xong rồi. Bên đây thì người ta đã cắt cho gốc rạ ra rồi. Thì phía kia là người ta đang thu hoạch rạ. Lâu ngày mình đi đến đây mình thấy cái cảnh cũng lạ, mình quay các bạn tham quan ra cho vui. Ruộng đây ở trước nhà thờ làng xong rồi mà. Ruộng cũng vừa chứ cũng không lớn lắm. Còn một khoảng trên kia là lên tới cầu số 7 các bạn. Lên kia lên cầu số 7 nữa. Người ta cũng đang thu hoạch rạ. Còn đây người ta lấy rạ hết rồi nè. Còn lấy rơm chứ coi. Còn chờ gốc lại nè. Em mình nghĩ là chắc mình cũng không rành lắm đâu. Chắc mấy cái cuộn đó là rơm mà, rồi còn cái gốc là rạ. Chắc là chung rồi cũng nghe rơm rạ cũng không để ý đâu.
họ họ nói là thu hoạch khi phơi một nắng là giá khác mà. Còn ở miền Tây là người ta cắt tươi ở lên ở dưới ruộng lên cân luôn là giá khác, tại vì nó có nó còn nước ở trong trong gạo, còn ở trong thóc á, giờ ở đây người ta phơi khô một nắng. Đây tiểu chuẩn bị làng xong các bạn, tầm 3 giờ chiều. Thật ra hôm nay mình đi lên đây mình tính để bay lại cam quay cái con đường phía tây Đầm Thị Nại thôi mà, coi thử cái tiến trình họ làm sao. Chút mình xuống mình quay thử coi được hình ảnh gì thì các bạn xem cho vui. Và xin chào các bạn. Đây tiểu chuẩn bị làng xong. À đây cái xe người ta đang đi cắt để lấy rơm rồi bạn. Xe cắt một máy rồi nó cuộn lại luôn, nó cuộn lại từng cuộn cuộn này. Ở bên kia như là cắt sàn rồi, người ta lấy, người ta đã đập, người ta lấy thóc rồi. Giờ còn cái thân thôi, bây giờ người ta mới tới cắt, cắt nó cuộn lại, nó cuộn lại, cuộn lại. Xe nó chạy cắt. À đây là người ta đã cắt ruộng này, người ta cắt rồi bạn, người ta đập lấy lúa, lấy thóc rồi. Rồi bây giờ còn rơm nó nằm đây, người ta chưa thu hoạch này. Mà hồi nãy mình có hỏi thì người ta nói là cái loại lúa đây là một năm trồng được 3 vụ các bạn. 3 vụ như vậy bình quân 1 vụ 4 tháng. Thì ở đây mình thấy có một cái đường mà bạn, đường bê tông mới mở này. Sẵn mình đi cái đường đây đi ra cái khu phía sau kia mình coi thử có gì mới, mình quay các bạn xem luôn.